Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để làm nhiệm vụ airdrop và nhận cái token Popo. Hiện tại nó đang chạy trên cái network là ERC20. Rồi trước hết quý vị hãy vào đường link mà KTV để ở cái channel của KTV này. Đây là toàn bộ cái thông tin để điền form này. Quý vị hãy copy cái đường link này và dán vào trình duyệt này. Đây, chính là cái form điền thông tin này. Rồi, quý vị hãy lấy cái đường, còn đây là cái thông tin này, thông tin toàn bộ về cái thông tin dự án này. Và quý vị sẽ phải hoàn thành một số nhiệm vụ như join Telegram này, follow Twitter, follow Discord, follow Medium, tag 3 người bạn. Rồi nhập địa chỉ ví ERC20. Rồi trước hết quý vị hãy join vào group này. Đây, KTV đã join rồi này, quý vị hãy bấm trở lại này. Tiếp theo join vào channel của nó này. Ok, đây KTV cũng đã join rồi. Quý vị hãy trở lại này. Rồi bây giờ quý vị hãy follow Twitter này. Open này. Ok. Đây, ở đây KTV đã follow rồi này. KTV có thể tắt nó đi. Rồi, bước tiếp theo là quý vị hãy follow cái Discord này. Cái này quý vị phải có tài khoản của cái Discord.com nhá. Quý vị ai chưa có thể đăng ký một cái tài khoản nó miễn phí. Rồi, ở đây KTV cũng đã follow rồi này. Quý vị chỉ việc bấm, nếu quý vị đã có tài khoản và đăng nhập vào cái Discord rồi, quý vị chỉ cần accept invite là xong này. Rồi, KTV có thể tắt đi. Tiếp theo, quý vị hãy follow cái Medium này. Open này. Cái này quý vị cũng có tài khoản của cái trang Medium này nhé. Ok, quý vị bấm luôn follow này. Follow xong quý vị có thể tắt nó đi. Tiếp theo quý vị hãy tab 3 người bạn, quý vị bấm vào cái đây này, post này, open này. Rồi, quý vị hãy bấm like này. Quý vị bấm vào cái này để retweet này. Ok chưa? Đây, chọn retweet và tab 3 người bạn vào. Cái này KTV cũng đã làm rồi. Đây, quý vị đánh tên 3 người bạn quý vị vào đây. Vào rồi, quý vị bấm vào retweet. Ok. Rồi, bây giờ trở lại cái form này. Đó, vậy là tất cả các nhiệm vụ đã hoàn thành này. Bây giờ trở lại cái form. Thì đây là cái đường dẫn là form này, KTV đã có nó lên đây rồi. Rồi cái bước đầu tiên là quý vị nhập cái email của quý vị này. Bước thứ hai quý vị nhập cái tài khoản Twitter của quý vị này. Bước thứ ba là quý vị nhập cái tài khoản Telegram của quý vị này. Rồi bước cuối cùng là quý vị nhập cái địa chỉ ví ERC20 để nhận token. Rồi quý vị bấm gửi. Ok, vậy là đã kết thúc.